Quý vị thân mến, vào mùa hè thì mắt kính là một phụ kiện quan trọng để giúp chúng ta bảo vệ đôi mắt. Ngày nay thì không những có phái nữ mà nam giới đã bắt đầu quan tâm đến việc chọn lựa mắt kính. Tuy nhiên, để chọn lựa một chiếc mắt kính phù hợp cho gương mặt của nam giới cần phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản như thế nào? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Linh Phi và Stylist Kia chúng ta tìm hiểu một số mẫu kính mắt ở đây nhé. Kia này, cái điều đầu tiên khi mà chúng ta lựa chọn mắt kính là chúng ta cần phải chú trọng đến khuôn dáng của gương mặt của mình đúng không? Đúng rồi, từng gương mặt khác nhau thì chúng ta sẽ lựa chọn từng cái kiểu mắt kính khác nhau để sao cho phù hợp. Chúng ta nên chọn những cái kiểu mắt kính có đường nét hơi vuông vức và có những cái điểm nhấn ở phần trên như là ánh kim sẽ tạo nên cái sự sắc nét trên gương mặt của mình. Một cái kiểu mắt kính nữa rất thích hợp cho cái gương mặt này đó chính là kiểu mắt kính phi công. Những cái kiểu mắt kính nó hơi bầu như thế này, có cả hình dáng oval và những cái phần trên rất là thẳng và sắc nét, thì khi đó thì sẽ tạo cho các bạn một cảm giác rất là thanh mảnh và sắc nét trên gương mặt. Và cũng tương đồng đối với những bạn có gương mặt tròn, thì đó chính là những bạn có gương mặt hình oval, thì đây là một cái gương mặt rất là dễ chọn kính, nó hầu hết là nó có thể thích hợp với bất cứ cái loại mắt kính nào. Thì đây là một kiểu mắt kính đang rất hot và đang rất thịnh, thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là thời trang cho những cái bạn có gương mặt oval. Tuyệt đối đừng nên chọn một cái kiểu mắt kính có gọng vuông, bởi vì như thế sẽ làm cho gương mặt mình trở nên rất là nặng nề. Mình nên chọn những cái kiểu mắt kính nào có thể là hơi tròn như thế này và thanh mảnh, thì nó sẽ làm nhấn vào mắt và giúp cái mũi mình trở nên dài và thon gọn hơn để tạo nên những cái nét mềm mại trên gương mặt. Về màu sắc thì đối với những bạn có gương mặt và vuông vức thì chúng ta nên chọn những cái kiểu mắt kính có màu tối. Chúng ta đừng nên chọn những kiểu mắt kính có hình giọt nước, bởi vì như vậy thì sẽ làm cho gương mặt của chúng ta có cảm giác là dài ra hơn rất nhiều. Thì mình nên lựa chọn những cái kiểu kính vuông vức, khi nghĩ đó là một cái kiểu kính tối ưu nhất. Ví dụ như đây là một cái kiểu mắt kính rất là thích hợp với những cái sự vuông vức của mắt kính này, thì các bạn có bề ngang hơi dài thì sẽ khiến gương mặt của mình trở nên cân đối. Theo như là Linh Phi quan sát thấy thì ngày nay mắt kính mát á, rất là đa dạng và phong phú, và đặc biệt là màu sắc của trồng kính cũng rất là nhiều nữa. Như vậy thì mình sẽ lựa chọn những chiếc kính mát này như thế nào để cho phù hợp với lại màu da của từng người? Những cái bạn mà có cái nước da hơi ngâm hoặc nâu thì mình nên lựa chọn những cái gọng màu sáng, ví dụ như là bạc, ánh kim hoặc là đồng. Và đây là một ví dụ rất là cụ thể, thì với trồng kính màu nâu thì khi mà những cái bạn có nước da hơi ngâm, hơi tối thì khi mà đeo lên thì mình sẽ trở nên rất là sáng. Đối với những cái bạn mà có nước da màu sáng thì có lẽ là các bạn ấy thích hợp hết với tất cả các màu sắc. Tuy nhiên thì để mà nổi bật hơn thì các bạn ấy nên chọn những cái màu sáng, ví dụ như là màu xanh hoặc là màu vàng, một vài cái màu rất là thời trang và đang rất là thịnh hành trong giới trẻ hiện nay. Thường thường Linh Phi thấy rằng là mọi người thường hay lựa chọn những cái mắt kính mà có cái gọng kính màu đen. Có phải là gọng kính màu đen sẽ là cái sự lựa chọn mà an toàn nhất khi mà lựa chọn mắt kính hay không? Màu đen là một cái sự lựa chọn rất là an toàn, nhưng mà sự an toàn đó nếu mà chúng ta lạm dụng quá thì sẽ trở nên rất là nhàm chán. Và đặc biệt nếu mà Linh Phi thử tưởng tượng xem một cái bạn mà đeo mắt kính màu đen và gọng cũng màu đen luôn, thì sẽ tạo nên một cảm giác rất là nặng nề. Tùy thuộc vào cái môi trường và cái nhu cầu của chúng ta sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn những màu sắc gọng kính khác nhau. Đầu tiên là màu xám. Cái màu sắc này sẽ giúp chúng ta giảm chói nhưng mà không làm sai lệch đi cái màu sắc thật bên ngoài. Đối với màu nâu và màu ổ phách thì nó sẽ giúp chúng ta giảm đi cái ánh sáng màu xanh trong cái nắng mặt trời. Tuy nhiên thì cái màu này sẽ làm sai lệch màu hơn là gọng màu xám. Và nếu mà chúng ta sử dụng lâu ngày thì sẽ làm ảnh hưởng tới thị giác của chúng ta. Đối với màu vàng thì nó sẽ giúp chúng ta nhìn thấy sự vật bên ngoài rõ ràng hơn. Tuy nhiên nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự nhận biết màu sắc bên ngoài. Bởi vậy chúng ta sẽ gặp khó khăn trong vấn đề là nhận biết màu sắc của đèn giao thông. Và cũng giống như là trồng kính màu vàng thì đối với màu xanh thì nó cũng giúp chúng ta giảm đi các tia chói và đặc biệt là các tia màu xanh trong ánh nắng mặt trời. Và ngoài ra nó còn giúp chúng ta nhận biết được hình ảnh của sự vật bên ngoài một cách rõ ràng hơn. Đối với màu sắc là màu hồng thì nó sẽ rất là thích hợp đối với những hoạt động thể thao ngoài trời và vận động, bởi vì cái sự tương phản của nó với các màu sắc như là màu xanh và lá cây và xanh da trời rất là rõ nét, vì thế chúng ta sẽ nhận biết được hình ảnh bên ngoài rất là rõ.
Ngoài những gì mà nãy giờ chúng ta đã nói với nhau, thì đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân của Kia, thì Kia có những cái mẹo nhỏ nào muốn chia sẻ đến quý vị khán giả trong việc mà chúng ta chọn lựa kính nam sao cho phù hợp? Ngoài cái yếu tố thời trang thì mắt kính là một cái trang sức để bảo vệ đôi mắt của mình. Bởi vậy thì bạn phải nên chọn những cái kiểu mắt kính nào mà có thể chống tia cực tím tốt để bảo vệ một đôi mắt một cách hoàn hảo nhất. Quý vị thân mến, như vậy thì với những bí quyết mà khi em vừa mới chia sẻ thì Linh Phi tin chắc rằng việc lựa chọn mắt kính cho nam giới sao cho phù hợp đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Và nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp về chương trình thì đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ vuasongmoinghay@chuvi.com.vn. Còn bây giờ thì Linh Phi và Kia xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.